Năm 2005, bóng đá thế giới được chứng kiến một trận chung kết Champions League điên rồ nhất trong lịch sử mà chúng ta hay biết đến với cái tên gọi là đêm Istanbul huyền diệu. Đối thủ của Liverpool khi đó là AC Milan với những thảo thủ hàng đầu thế giới trong đội hình như Hernan Crespo, Inzaghi, Nesta, Maldini hay là Andriy Shevchenko. Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu lại là một huyền thoại của Liverpool và anh ấy tên là Steven Gerrard. Gerrard dành gần như toàn bộ sự nghiệp đỉnh cao để cống hiến trong màu áo của Liverpool và được công nhận là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử của The Kop. Anh được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất năm 2005 và giải thưởng quả bóng đồng. Vào năm 2009, Zinedine Zidane và Pele cũng từng nói rằng họ coi Gerrard là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm đó. Cho đến tận bây giờ, Gerrard vẫn đang là cầu thủ duy nhất ghi bàn được trong cả trận chung kết FA Cup, chung kết League Cup, chung kết UEFA Cup và chung kết UEFA Champions League. Trong suốt thời gian thi đấu và cống hiến dưới màu áo của lửa đàn đỏ, Gerrard đã đạt được khá nhiều thành tích nổi bật, đó là 2 chiếc cúp FA, 3 chiếc cúp Carling, 1 chiếc cúp UEFA cùng 1 UEFA Champions League vào năm 2005. Đồng thời trong năm đó anh cũng nhận được giải cầu thủ xuất sắc nhất và quả bóng đồng. Sở hữu nhiều danh hiệu là vậy nhưng bộ sưu tập của Gerrard sẽ mãi mãi thiếu đi chiếc cúp Premier League. Bằng cách này hay cách khác, vận may cũng luôn luôn quay lưng với G8 mỗi khi đứng trước cơ hội chạm tay vào chiếc cúp quốc nội. Điều mà sau khi anh giải nghệ rồi, lửa đàn đỏ mới có thể thực hiện được dưới triều đại của Jurgen Klopp. Phong cách chơi bóng của Gerrard được cấu thành từ nhiều yếu tố như nền tảng thể lực cực kỳ tốt nhờ được rèn luyện từ nhỏ, tình yêu mãnh liệt với trái bóng lăn và cộng thêm một tinh thần sắt thép. Không quá khi nói rằng Gerrard là một mẫu tiền vệ đa năng bởi vì không có vị trí nào ở giữa sân có thể làm khó được anh. Và khi nhắc đến anh, người hâm mộ vẫn nhớ đến những cú tạt bóng vô cùng chuẩn xác, khéo léo đã trở thành đặc trưng chỉ thuộc về anh. Nhìn vào phiên bản icon trong FO4, Gerrard không thực sự là một con hàng được ưa chuộng vì nhiều lý do. Dù là một tiền vệ đa năng và thể hình cùng với cân nặng không tới nỗi nào, Gerrard Icon lại có thăng bằng khá kém và rất dễ bị đấm bởi những con hàng quốc dân có chiều cao tốt hơn. Khả năng bứt tốc cũng chưa bao giờ là thế mạnh của G8, kèm theo animation có phần hơi cứng và không sút tốt được hai chân, khiến cho bản thân Gerrard luôn luôn bị xếp sau những CM và những CAM khác ở cùng tier. Những nhược điểm này đã được khắc phục ở phiên bản The Moment, một phần là do chỉ số của loại mùa thẻ Icon này được nâng cấp quá nhiều. Gerrard nay đã sút được hai chân, kỹ thuật 4 sao và có thăng bằng tốt hơn. Bộ chỉ số ẩn được bổ sung thêm bấm bóng để Gerrard có thể đa dạng hóa hơn những tình huống dứt điểm, cộng với thánh truyền bóng để mô phỏng chính xác hơn sở trường truyền dài mà anh từng thể hiện trong thời kỳ đỉnh cao thi đấu cho Liverpool. Những cải tiến của phiên bản Icon The Moment khiến nhiều anh em cho rằng Gerrard sẽ sớm xoán ngôi của Kevin để trở thành con hàng truyền dài ảo nhất đêm, thậm chí là cả vị trí CM. Tuy nhiên anh em đừng quên rằng phôi gốc của cầu thủ là thứ mà các chỉ số hay các mùa thẻ có ngon đến cỡ nào thì cũng không thể nào sửa đổi quá thường xuyên được. Gerrard vẫn hay nhưng anh vẫn không có khả năng rê dắt và che chắn quá tốt, vẫn thua một bậc so với những Hulit hay Balak. Vì thế an toàn nhất là không nên cầm bóng quá lâu. Hãy sử dụng Gerrard Icon The Moment như một điểm chạm bóng, một điểm cầu nối để phát động tấn công thẳng vào khu vực xung quanh vòng 16m50 với những đường chuyền đơn giản nhưng có tính sát thương cực kỳ cao, và hãy hoạt động tích cực ở trước zone 14 để tận dụng khả năng ZD hoặc power shot. Đối với những ai thích chơi sơ đồ có lam ram thì sử dụng Gerrard đá lệch ra hai bên vòng cấm và tạt vào trong để ST đánh đầu cũng là một lựa chọn không tồi. Nói chung là để phát huy tốt nhất sức mạnh của Gerrard, hãy cho anh đá hộ công hoặc CM và tốt nhất không nên kéo xuống đá CDM. Wow. Xin lỗi. Hungry.
Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.